chắc không neo đâu. Mình đi hai đồng thì cỡ đeo. Chào cả nhà nhé, hôm nay đoàn thì mình đi đậu Phong Nha, Kẻ Bàng. Trưởng đoàn là có Nguyễn Văn Sáng, thư ký nữa, ký mất quá. Vị sử dụng là trợ lý của thư ký, kế toán đó. Còn kế toán là Phùng Thị Khánh, trợ lý cho trưởng đoàn là Nguyễn Văn Sáng. Thư ký là Phùng Thị Thành. Phùng Thị Thành thì là thư ký. Còn quả thì là nhân viên trông xe. Lơ xe. Giới thiệu sơ qua với cả như thế. Thiên nhiên tạo hóa. Tại sao mình tại sao không ngủ máy đi để lỗ máy nó thành cái âm to lắm, mình tắt loa. Sao giờ mình hét vào cái chum lên gọi là vang lên hết nhỉ? Sao người ta có rơi à? Có một người ở đây đây, quét lau chùi. Tôi từ tranh ở đây, lớp sau chỗ này thì gọi là cái gì vậy? Tức là bạn đi ra đây, bây giờ đi vào là bạn đi ra trên xe cập đến chuyển đến phải đi đây. Còn mình sẽ được đi bộ ở đây và đi vào ra ngoài cửa nữa. Thông quan đúng không chị? Không đi đồng nữa là ở đâu? Đậu. Đây đậu đảo đi là quay lại rồi này. Đây taxi là ấy thế này. Đây thì không phải hiện tại. Treo khỏe quá ba ơi. Cát là ra đúng không? Cát này đây. Cát đá. Cát là đá. Cát chứ anh nhìn cái kia. Đây chắc đổ cát vào hả? Cần hút cát lên rồi đấy. Cứ tưởng hút lên. Xin chào. Hello. Ở đây một buổi thì có được vào trong hang này không chị ơi? Thank you.
Ô, nước rồi. À, Yến anh Quang, Yến. Rồi. Anh hứng em mua bên đây Yến. Rồi. Ô, còn nước giỏ đấy. Rồi. Năm nào nó cũng có hết á. Nhiều lúc cả tháng là 2-3 tháng.